Rồi, Trường xin mến chào toàn thể quý vị, anh em đang quan tâm và theo dõi kênh của Văn Trường. Thì trong video lần này, mình sẽ hướng dẫn chia sẻ anh em một số anh em mới chơi biết cách để chọn bo và cách ghép mai sao cho đạt hiệu quả cao nha anh em. Trên cây mai thì chủ yếu nhất là cái vấn đề chọn bo. Nếu mà anh em chọn được cái bo khỏe, bo mạnh thì khi ghép thì cây nó sẽ phát triển rất là ok và tốc độ nó phát rất là nhanh. Thì bo thì nó có rất nhiều kiểu. Thứ nhất là bo anh em lấy vào tháng tư thì bo bánh tẻ, nhưng mà bo bánh tẻ thì ghép nói chung là cũng được, tùy tùy từng người ghép thôi nha anh em. Nhưng đại đa số thì cái bo mà mạnh nhất trong cây mai thì thường thường là vào mùa này anh em lấy bo là vô cùng mạnh luôn anh em, bởi vì nhựa nó tích về nó nuôi nụ thì đồng nghĩa việc nó cũng nuôi cái, nó cũng sẽ nuôi cái mầm bo nha anh em. Thì mầm bo anh em lên trước tiên á thì anh em nên lựa những cái bo mà có hướng mặt trời cao, tức là mặt trời nhiều anh nhá, nó chiếu vào nhiều ạ. Ở ví dụ này như mấy cái cành đầu cành như này đó, nhưng mà cái bo này mình cắt rồi nha. Ví dụ như là cái bo này này, đây cái bo này, cái bo này là khá ok nha nha. Đấy, bo ngòi này là người ta gọi là bo ngòi viết, nhưng mà cây này mình cắt hết bo rồi nha, cắt hết bo để mình kiếm cái cây nào có bo. Đây cái này mình thấy rồi này, ví dụ như anh em có thể lấy các dòng bo này này nha. Đây nha, để mình vặt lá đây anh em xem nha. Thì ghép thì có nhiều cách, nhưng mà cái bo này thì theo mình là mạnh nhất nha anh em. Khi nó đi một lát mình sẽ quay cho cái cành mà cái bo ghép nó đi nha, để anh em dễ biết dễ ấy hơn. Giờ mình sẽ cắt đây, anh em thông cảm ra, một tay mình cầm máy, một tay mình rồi rớt đâu rồi thầy chứ đâu. Rồi mình sẽ đi tiến hành ghép cho anh em tham khảo. Đây là cái bo này là gọi bo ngòi viết nha, bo cuối năm này thì nó rất là mập. Đại khái bo này thì nó khá mập, có nhiều giống cây nó còn mập hơn nữa nha anh em, nhiều giống bo nó mập hơn. Và cách ghép thì ghép dòng này thì nó đơn giản lắm nha. Ví dụ anh em mà ghép mà chừa 1-2 mắt lá thì anh em rất khó cuốn bì bóng, chỉ có ghép theo cái kiểu ngày xưa là chùm bì bóng thôi nha. Chứ còn ngày nay thì nói chung là mỗi người mỗi phương pháp, mỗi cách ghép riêng. Thì hôm nay mình hướng dẫn anh em ghép kiểu này thì anh em ưng thì làm theo, còn ưng thì tùy, cái đấy là tùy anh em nha. Nói chung là khi anh em ghép cái kiểu này thì nó hay hơn ở cái kiểu chùm bì bóng một cái chỗ là nó không bị sốc nhiệt. Bây giờ mình sẽ quay sơ cho anh em xem cái cây mà mình ghép nó không bị sốc nhiệt. Đây là mình ghép giữa trời nắng nha nha, mình không hề có mái che nha. Đây là ngoài cuối vườn này, mái che không có là mình quay một vòng anh em xem. Mình ghép hồi giờ mình không có che nắng nha. Đây này, đầu tiên là một lát mình sẽ quay cái cảnh ghép cho anh em xem. Đây là cái bò mới ghép thì nó đụt lên này này. Khi mình quấn bì bóng anh em để ý kỹ thật kỹ nha, quấn bì bóng thì nó đụt lên kiểu này. Đó là bì bóng mình vẫn chưa tháo này, tức là tự cái mầm nó sẽ đâm lên mấy cái bo ngoài viết này. Một lát mình sẽ ghép mình sẽ nói đây, nó lên này là nó ở giữa trời nắng luôn thì nó sẽ không bị cái trường hợp là nếu như anh em lấy bì bóng nhỏ anh em chùm cái mắt ghép lạ thì khi mà cái mắt ghép ra mầm là anh em rời bóng ra là nó bị sốc nhiệt, thường hay nó bị quẹo. Còn khi anh ghép theo cái phương pháp mà chuẩn bị ghép mình ghép này, này thì nó sẽ không bị, nó cứ lên thẳng này, xong cuối cùng nó lên này, này. Đó anh em để ý bì bóng vẫn còn nguyên này đó, và cuối cùng là lên cao tầng này này đó, đây lên rất chi là cao này. Đây thì cái bì bóng này vẫn còn nguyên này, mình vẫn chưa tháo này, nói chung là tháo được rồi nhưng mà do là bận quá anh em, thành thử là mình chưa tháo. Nói chung là công việc gần Tết việc nó nhiều anh em đó. Nói chung là cách ghép này thì cũng vô cùng đơn giản và cũng dễ hiểu thôi nhé. Sau đây mình sẽ trình bày cái phần ghép cho anh em tham khảo. Rồi đây nhanh nhé, do mình vừa ghép mình vừa quay cho nên là nó công đoạn hơi phức tạp. Đây là cái cây mai miền Tây nhanh nhé, nói chung là nó to bằng ngón tay cái này. Thì nói chung thì mình hay ghép phương pháp này nhé. Thì nói chung mình cảm thấy cái phương pháp này là ghép nó hay, là cái điểm là nó không bị sốc nhiệt anh em, nó không sốc nhiệt. Cành này thì nó già lắm rồi này. Nói chung thì anh em có rất nhiều kiểu ghép, ví dụ anh em muốn ghép vào thân thì có thể xem lại cái video trước của mình, đó là video là cách ghép mai thứ chi thì sẽ biết là cái cách ghép thân. Còn đây là mình ghép những cây tơ và cây con và những cái cây già cũng vậy, nhưng mà nó ra mầm rồi anh em. Thì là cái cành này thì nó hơi to này. Đây này, đó. Nói chung là đầu tiên mà muốn ghép thì phải yêu cầu là cái gốc ghép là phải khỏe nha anh em. Cái gốc ghép khỏe thì mình mới ghép nó mới ok được. Mình ghép chậm chậm thôi để anh em tham khảo nhé. Đây. Đó, đầu tiên là mình sẽ tước. Thấy anh em để ý này, có hai phương pháp ghép. Đối với những cái cây nào mà bé xíu
ví dụ như là nó bé bằng cái đầu đũa đi, thì anh em có thể là ghép ở chẻ một đường ở giữa này, anh em nhét bao ghép vô vẫn sống bình thường nha anh em. Còn riêng cái cây này của mình nó cứng quá, thành thử ra là mình chỉ ghép cái mí này thôi anh em. Thì mình đặt lên cho anh em tham khảo. Đây, một đường cắt nha anh em. Đây này, xoay màn hình cái gì đây cho anh em dễ thấy này. Đó. Đó. Đây nha anh em. Nói chung là cái chép này khá hay, khá hiệu quả. Đây. Nói chung thì cái chép thì cũng rất nhiều người họ chia sẻ rồi. Nhưng mà nói chung thì mình cũng lên video cho nó có cái chủ đề anh em, chứ không để lâu quá không lên video anh em cũng không có gì xem mà mình cũng buồn buồn. Nó thất thu. Đây là bó ghép nha anh em. Đầu viết này thì ghép rất là ok. Rất nói chung là tỷ lệ là hầu như là nếu mà ghép đầu ghép này thì tỷ lệ lên được cái khoảng tầm 95% anh em, đường nào cũng có chết hết. Nói chung là mình ghép bằng cách này là được cái hay này nha. Không phải che nắng nha anh em. Anh em cứ ghép trực tiếp ngoài trời nha, cây ngoài trời anh em ghép thoải mái. Đây. Mình ghép cả dàn mai mình ghép ngoài trời hết. Nhưng mình ít khi che nắng đó. Nhưng nói chung là nếu mà anh em che nắng được á thì cái tỷ lệ sống nó cao hơn một xíu. Đây nha anh em. À, mình vạt nêm hai đầu. Đó, rất là kỹ nha. Bởi có rất nhiều anh em muốn là mình làm thật kỹ cái video ghép này thì mình làm thật kỹ cái video ghép này. Thì ghép trên cái cây lớn cũng vậy thôi, nó có cái cành nhỏ thì mình làm ixi này đó nha. Đó, sau đó là đây, bữa nay thì mình nói chung là về dây ghép thì anh em có thể lấy bì bóng hoặc bằng keo điện được. Nói chung thì mình lấy cái bằng keo điện này. Mình thấy nó dai, dễ rút đấy. Sau khi nhét vô cho nó vừa kít này anh em. Đấy, thì ghép này thì ngồi chờ thôi. Đấy, khi mà dính xong rồi thì chỉ ngồi chờ xung dụng thôi nha. Chừng nào nó sống thì mang đi trồng, chết ghép lại. Thế thôi, đơn giản. Nói chung thì kiểu gì cũng có chết đấy nha. Tỷ lệ mà ghép 100 cây thì đôi khi có chết một vài cây là cũng chuyện bình thường. Nhưng mà nói chung về cái đầu viết đây, anh em ghép rất khó chết nha. Nhưng mà cái cách ghép này thì nó hay là cái điểm á. Hay một điểm là anh em không phải tháo bì bóng, không bị cái vấn đề sốc nhiệt. Sau này phải tháo thôi. Đó, sau khi cố định cứng cáp cây ấy rồi thì ta tiến hành là sử dụng giấy ghép dì ống ấy, dì ống ghép hoặc là anh em lấy đại dì ống gì chả được. Đó, quần này nha, rất đi là đơn giản. Nhiều bác cứ kêu em chưa biết ghép thì xem video này học tò mò giống mình đấy. Mình ghép 100 bo chết mất 99 bo còn có cây này sống rồi. Đây ghép đây giáo ra lại, bữa giờ ghép nhiều lắm mà anh em họ lấy nhanh quá cho nên là mình ghép không kịp, mới cả bo không có nha. Mùa này mình cắt tiệt nọc hết rồi. Đó, chỉ thế này thôi anh em. Chỉ thế này thôi. Xong sau đó là để vào chỗ nắng cũng được, mà chỗ mát được anh em muốn bỏ đâu bỏ. Cũng không dễ thì chết cái bo này đâu nha. Mình bịt bóng kín đây này, thì lượng nước nó sẽ không vô đây được anh em. Thì rất chi là đạt này. Đây là giống như mấy cây này này. Đây, quay thực tế anh em xem làm cây này mình không có che này. Mấy anh em nào hay xem kênh mình nhá, thì biết hồi giờ mình ghép mình không có ấy đâu. Đây. Đây nha anh em. Đây này, đó, nó đang đùn ra này, đó. Còn cái mót, cái ngòi viết đang lên này. Cái đây là nó có một cái bánh tẻ nữa, cho nên nó mới ra cái bánh tẻ này nha. Còn cái ngòi viết nó vẫn đang đi lên này, đó, ngòi viết đi lên. Thì sau này sẽ đi ra như thế này. Và cuối cùng thì nó đây, nó ra như thế này. Đó. Đây. Đây là thực tế nhất anh em. Nói chung là theo ý kiến của mình thôi nha. Chứ còn mình không dám nói chắc nha. Thì anh em nên sử dụng là cái băng keo này. Bởi vì anh băng keo này anh em buộc nó sẽ có độ co giãn, nó bảo vệ cái mầm ghép nó tốt hơn. Vì nó có cái bộ độ co giãn, hoặc là anh em có thể mua các cuộn băng keo mà ghép ở trên mạng cũng có. Nhưng mà nói chung thì cái gì mà có độ co giãn thì hay hơn. Hay hơn là mình sử dụng các bì bóng mà siết chặt, hoặc các dây gì mà siết chặt một thời gian anh em. Là thường thường nó bị siết, nó bị hay bị đứt. Còn cái cuộn băng keo này là nó nở ra theo, nở ra theo thời gian cho nên là rất lâu anh em phải tháo. Đây này, bo ghép mình lên cỡ 20 phần rồi anh em, 20 trên 20 mà mình vẫn chưa tháo. Đây này, vết đầy rồi này, đây, toàn bộ này là vết thật tế này đó. Đấy, thì video của mình xin kết thúc đây. Anh em nào mà có thắc mắc gì thì liên hệ trực tiếp bên Zalo, mình sẽ giải đáp cho anh em kỹ thêm. Nhưng mà nói chung thì cách này dễ, chia sẻ này là quá kỹ rồi. Anh em chỉ việc ghép cứ 100 cây, 60 cây được rồi, 99 cây chết rồi, mai ghép tiếp. Rồi, thân ái, tổng chào toàn thể quý vị.